Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nam Định nhiều doanh nghiệp vượt chỉ tiêu phát triển kinh tế kế hoạch đề ra năm 2017. Bắc Ninh chăn nuôi thủy sản theo hướng an toàn sinh học. Xã Sa Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình phát huy vai trò giám sát cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới. Thôn Như Lân, Lại Ốc, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên xây dựng nghĩa trang đồng bộ. Hải Dương, xã An Sinh, huyện Kinh Môn, điểm sáng trong xây dựng xã phường an toàn phù hợp với trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2017, nhiều doanh nghiệp thuộc 6 ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh Nam Định là dệt may, cơ khí, chế biến gỗ, sản xuất thuốc và hóa dược, chế biến thực phẩm và đồ uống, sản xuất vật liệu xây dựng đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Để ứng phó với những khó khăn duy trì phát triển sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp đã chủ động tái cơ cấu doanh nghiệp, tự rà soát tính toán, tìm điểm mạnh và yếu để khắc phục, điều chỉnh cho phù hợp với xu thế mới. Các doanh nghiệp chú trọng áp dụng các hệ thống công cụ quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế để nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh và khẳng định chỗ đứng trong thị trường. Điển hình là các doanh nghiệp ngành dệt may đã tạo lập được các dòng sản phẩm thương hiệu vững chắc, có thị trường ổn định như trang phục thể thao của công ty cổ phần thời trang thể thao chuyên nghiệp Gia Thủy, khăn xuất khẩu của công ty cổ phần dệt may Sơn Nam, sản phẩm trang phục xuất khẩu của công ty cổ phần Nam Tiệp, mặt hàng quần áo bơi, quần áo dệt kim thời trang, đồ bơi của công ty cổ phần Mai Nam Hà. Theo thống kê chung, 11 tháng năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh theo giá so sánh năm 2010 ước đạt trên 44,3 nghìn tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước. Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thu hút mời gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư. Đây là chủ trương được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình chỉ đạo đến các sở ngành địa phương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Một trong những giải pháp đang được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình chỉ đạo triển khai quyết liệt đó là cải cách thủ tục hành chính, giảm số thủ tục và thời gian cho các doanh nghiệp khi đầu tư về tỉnh, nhất là cấp phép đầu tư chỉ từ 2 đến 3 ngày, giảm hơn 10 ngày so với quy định hiện hành, cấp quyền sử dụng đất trong 10 ngày, giảm 10 ngày so với quy định, cấp phép xây dựng trong 5 ngày thay vì 10 ngày so với trước đây, đồng thời ưu tiên quỹ đất sạch giúp nhà đầu tư có ngay mặt bằng sản xuất hoặc hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng trong thời gian 30 ngày, giảm 2/3 số thời gian hiện nay. Đối với các dự án đầu tư về tỉnh với quy mô lớn, công nghệ hiện đại, hiệu quả cao và thân thiện với môi trường, thì tỉnh Thái Bình sẽ có những cơ chế chính sách ưu đãi đặc thù để hỗ trợ doanh nghiệp. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn. Trên cơ sở đó, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Hà Nam có 32 dự án mới đã hoàn thành đầu tư đi vào hoạt động với số vốn thực hiện đạt hơn 113 triệu đô la Mỹ và hơn 2.883 tỷ đồng. Các doanh nghiệp đi vào hoạt động thuộc các nhóm ngành nghề sản xuất vật liệu xây dựng, xi măng, điện, điện tử đã giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động với mức thu nhập đạt từ 5 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Điển hình như dự án của nhà máy Seoul Semiconductor tại khu công nghiệp Đồng Văn 1, dự án của công ty Hashima tại khu công nghiệp Đồng Văn 3 hay dự án của công ty GT Sensorvina tại khu công nghiệp Đồng Văn 4. Trong 2 tháng cuối năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp đăng ký đi vào sản xuất năm 2017, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng để các dự án sớm đi vào sản xuất theo đúng kế hoạch. Những năm gần đây, nông dân các địa phương trong tỉnh Hải Dương đã tích cực đưa cơ giới hóa vào sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự Đài Truyền hình Hải Dương. Việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp chủ yếu được tập trung ở các khâu như thu hoạch lúa, làm đất, bơm nước. Bước tiến bộ rõ nhất trong sản xuất lúa là thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp. Chỉ tính ở vụ mùa năm nay, toàn tỉnh đã có 920 máy gặt, tăng 173 máy. Tập trung tại các huyện Tứ Kỳ 157 máy, Nam Sách 115 máy, Bình Giang 104 máy, Thanh Miện 102 máy. Theo tổng hợp từ các địa phương, mặc dù thời điểm thu hoạch lúa mùa vừa qua, thời tiết không thuận lợi, nhưng cũng đã có hơn 40.500 ha được thu hoạch bằng máy, tương đương với hơn 80% tổng diện tích cả vụ. Việc sử dụng máy gặt giúp nông dân tiết kiệm chi phí sản xuất và đẩy nhanh thời vụ. Qua thực tế, ở vụ mùa này, chi phí gặt bằng máy mỗi sào từ 130 đến 150.000 đồng, thấp hơn từ 100 đến 120.000 đồng so với phương thức thu hoạch thủ công. Đặc biệt,
việc đưa cơ giới hóa vào thu hoạch còn hạn chế được bất lợi của thời tiết, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, nhất là tình hình mưa bão, và sớm giải phóng đất để gieo trồng rau màu vụ đông. Đối với thời vụ sản xuất, nhất là sản xuất vụ đông, việc đưa cơ giới hóa vào khâu làm đất là rất cần thiết. Đối với huyện Kinh Môn, hàng năm diện tích sản xuất vụ đông được làm đất bằng máy đều chiếm tới 98%. Theo thống kê, hiện tại Kinh Môn có tới 50 máy làm đất kết hợp lên luống. Thưa quý vị và các bạn, nuôi trồng thủy sản theo hướng an toàn sinh học là hướng mới, có bước đột phá mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân ở Bắc Ninh. Nhiều nông dân không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu. Tỉnh Bắc Ninh có trên 5.300 ha mặt nước có đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản, trong đó gần 1.000 ha đã được các chủ trang trại ứng dụng chăn nuôi theo hướng công nghệ cao và đang từng bước hình thành các vùng nuôi tập trung thâm canh theo hướng an toàn sinh học, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây là mô hình chăn nuôi cá thương phẩm có sử dụng công nghệ cao của gia đình anh Ngô Xuân Trường, thôn Phú Thọ, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài. Bắt tay khởi nghiệp kinh tế trang trại từ năm 2005 với 3 hectare ruộng trũng cây lúa một vụ bấp bênh của địa phương. Diện tích đất thuê được, anh bố trí thành 4 ao to nuôi cá thịt với các giống rufi đơn tính, trôi, mè, chép, chấm và 3 ao nhỏ chuyên ươm nuôi cá giống để phục vụ tại chỗ cho gia đình. Tất cả ao nuôi đều cơ bản được cứng hóa, đáp ứng tốt nhu cầu nuôi thâm canh cao sản. Đặc biệt, để giúp cá nuôi đủ lượng oxy trong nước, anh Trường đầu tư sử dụng hệ thống quạt nước tại ao nuôi giúp cá nhanh lớn và ít bệnh tật. Thực tế cho thấy, hiệu quả sử dụng rất tốt, hướng tới giảm sử dụng hóa chất và không sử dụng kháng sinh trong nuôi tôm cá, tạo ra sản phẩm nuôi chất lượng cao, phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Mô hình nuôi cá thâm canh trong ao đất có sử dụng quạt nước và chế phẩm sinh học xử lý môi trường ao nuôi phát triển ở nhiều địa phương, giúp cá sinh trưởng phát triển tốt. Dịch bệnh được khống chế, năng suất chất lượng sản phẩm được nâng lên rõ rệt. Đến nay, diện tích nuôi cá thâm canh ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng 900 ha, chiếm 16,4% diện tích nuôi trồng thủy sản của tỉnh. Chi cục thủy sản tỉnh cũng đang xây dựng đề án phát triển thủy sản theo hướng công nghệ cao với quy mô khoảng 1.000 ha. Đến nay, 100% số xã của huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đạt chuẩn tiêu chí giao thông trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới. Đây là điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân huyện Trực Ninh, giai đoạn 2010-2017, các xã đã xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp được 534 km đường giao thông nông thôn. Trong đó có 93 km đường trục xã liên xã, 125 km đường trục thôn xóm, 195 km đường dòng ngõ, 91 km đường trục chính nội đồng, cải tạo nâng cấp 25 cầu cống dân sinh. 100% các tuyến đường có chiều rộng nền đường được quy hoạch đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Các xã thường xuyên phát động nhân dân, các tổ chức đoàn thể tham gia phong trào làm vệ sinh môi trường các tuyến đường, vận động nhân dân tự tháo dỡ vi phạm hành lang an toàn giao thông dưới lòng đường, lề đường và vỉa hè, phát động nhân dân trồng hoa ven đường, tạo vẻ đẹp cảnh quan khu dân cư. Từ đầu năm đến nay, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã tích cực huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí hơn 13 tỷ đồng. Trong đó, nguồn kinh phí từ tỉnh, huyện, xã là 11 tỷ đồng, riêng nhân dân địa phương tự nguyện đóng góp hơn 2 tỷ đồng. Thôn Đông Tảo Đông xã hội hóa 1,3 tỷ đồng với các cá nhân đóng góp tiêu biểu như ông Lê Minh Đáp ủng hộ 35 triệu đồng, bà Tống Thị Phương ủng hộ 30 triệu đồng. Thôn Đông Tảo Nam xã hội hóa gần 700 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí trên, nhiều công trình đã được đầu tư xây dựng như nhà văn hóa xã, trường học, nâng cấp nghĩa trang nhân dân, cải tạo mương tiêu thoát nước. Đến nay, xã Đông Tảo đã hoàn thành 18 trên 19 tiêu chí. Xã đang tiếp tục quy hoạch, đấu giá đất chủ động nguồn kinh phí hoàn thiện tiêu chí trường học trong thời gian tới, phấn đấu không để nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, xã Gia Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình được tỉnh và huyện đầu tư nguồn vốn để triển khai các công trình phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay. Tại địa phương này đã phát huy tốt vai trò giám sát của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới, ghi nhận của phóng viên thời sự Đài Truyền hình Ninh Bình. Thời gian qua, xã Gia Sơn được tỉnh cũng như huyện Nho Quan đầu tư nguồn vốn để triển khai xây dựng các công trình để phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay. Đặc biệt có sự chung tay đóng góp của nhân dân, sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổng nguồn đầu tư lên đến 300 tỷ đồng. Để tránh thất thoát, ảnh hưởng xấu đến chất lượng công trình, địa phương đặc biệt chú trọng phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc. Cho đến giờ phút này thì toàn bộ công trình của nhà ủy ban, rồi các cái tuyến đường giao thông cũng đã
tương đối hoàn chỉnh, được khoảng 90%. Các cái nhà văn hóa thôn thì hiện nay chỉ còn có 3 nhà là đang bắt đầu hoàn thiện. Các công trình này nhìn chung mà nói là rất là đảm bảo. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã thành lập Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng gồm 9 thành viên, có phân công nhiệm vụ cụ thể. Ban đã trực tiếp thực hiện giám sát hầu hết các công trình xây dựng cơ bản cấp xã và các công trình khác như trường mầm non, đường giao thông, trạm y tế, nhà văn hóa thôn. Khi phát hiện những sai sót trong thi công chưa bảo đảm theo thiết kế, đã kịp thời nhắc nhở để khắc phục, sửa chữa kịp thời, góp phần bảo đảm chất lượng công trình theo đúng phương châm, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ. Để làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực giám sát cho các thành viên trong Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng, nhằm cập nhật thông tin pháp luật cũng như các văn bản mới liên quan đến đầu tư xây dựng công trình. Chúng tôi tiếp tục là cũng phối hợp với chính quyền và đồng thời cũng giao cho ban hướng dẫn và giao cho ban thanh tra dân kiêm ban giám sát đầu tư cộng đồng từ xã cho đến cơ sở tiếp tục giám sát các cái công trình mà khi trong cái thời gian còn hợp đồng thì là có vấn đề gì sai sót, có vấn đề gì mà nó ảnh hưởng đến công trình thì tiếp tục là đề nghị với các bên thầu là người ta phải có cái khắc phục. Và đặc biệt nữa là các cái công trình thì là cũng tuyên truyền cho nhân dân là nêu cao cái tinh thần trách nhiệm để cùng với chính quyền xã là đảm bảo các cái công trình mà đã được thi công trên địa bàn xã. Với sự đóng góp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã trong giám sát và phản biện xã hội đã góp phần đưa Gia Sơn hoàn thành 20 trên 20 tiêu chí, chuẩn bị hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào cuối tháng 12 năm nay. Việc quy hoạch nghĩa trang đồng bộ không chỉ sản tiện về cả thời gian và kinh tế cho người dân mà còn tạo ra khuôn viên đẹp, tiết kiệm được nhiều diện tích đất mà vẫn đảm bảo được sự trang nghiêm tôn kính với người đã khuất. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đài Truyền hình Hưng Yên tại thôn Như Lân, Lại Ốc, xã Long Hưng, huyện Phan Giang, tỉnh Hưng Yên. Từ năm 2010, hai thôn Như Lân và Lại Ốc của xã Long Hưng đã thực hiện quy hoạch nghĩa trang đồng bộ. Các ngôi mộ đều được xây dựng theo một mẫu giống nhau, thẳng hàng ngang dọc, diện tích của mỗi ngôi là 1,8m2, với kích thước chiều dài là 1,8m, rộng 1m, chi phí cho mỗi ngôi mộ là 2,5 triệu đồng. Khi bắt đầu thực hiện quy hoạch cũng gặp ý kiến của một số người dân muốn xây dựng to hơn, tuy nhiên nhờ có sự quyết tâm cao của chính quyền thôn và lợi ích thiết thực mang lại nên đến nay 100% các gia đình đều đồng tình hưởng ứng làm theo. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình trạng học sinh không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện đang có chiều hướng gia tăng, phản ánh của phóng viên Đài Truyền hình Thái Bình. Một số hình ảnh được ghi lại tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy trước giờ học. Nhiều học sinh cấp 3 đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang hàng 3, thậm chí là đi cả xe máy khi chưa đủ tuổi. Được biết, tất cả các trường trong tỉnh đều đã tổ chức tuyên truyền và cho học sinh ký cam kết tuân thủ luật giao thông đường bộ và nhất là quy định đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện. Thế nhưng đây là cách mà học sinh dùng để đối phó với quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện. Nhảy ra khỏi xe bạn ngay khi xe đang chạy, dừng lại trước cổng trường để đội mũ bảo hiểm rồi mới vào trường, thậm chí vừa đi vừa đội mũ bảo hiểm như thế này. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc suốt quãng đường tham gia giao thông từ nhà đến trường, những học sinh này không đội mũ bảo hiểm. Xe đạp điện được coi là dòng xe cơ giới và không bắt buộc phải có giấy phép lái xe như xe máy. Nhưng nhiều xe đạp điện, xe máy điện có kích thước và tốc độ không thua kém xe máy. Vì vậy, việc lưu thông bằng xe đạp điện, xe máy điện mà không có sự kiểm soát tốt từ phía gia đình, nhà trường và cơ quan quản lý cũng nguy hiểm không thua kém xe máy. Có rất nhiều vụ tai nạn liên quan đến xe đạp điện, xe máy điện đã xảy ra và hậu quả khá nghiêm trọng, nguyên nhân chủ yếu do việc không đội mũ bảo hiểm. Chính vì vậy, hơn ai hết, các em học sinh phải là người có nhận thức đúng đắn nhất, tuân thủ pháp luật để bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho chính bản thân mình, chứ không phải là việc làm mang tính chất đối phó. 11 tháng năm 2017, trên địa bàn tỉnh Nam Định xảy ra 16 vụ tai nạn đường sắt, làm 16 người bị chết và 6 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2016, tăng 45% số vụ và 77,8% về số người chết, giảm 14,3% số người bị thương. Để ngăn chặn và hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn đường sắt, các đơn vị địa phương đang tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường sắt, đặc biệt là các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt để nhân dân tự giác chấp hành. Ngành giao thông vận tải đang rà soát điều chỉnh, bổ sung kịp thời biển báo hiệu đường bộ tại các đường ngang,
khẩn trương xây dựng vạch dừng xe gồ gờ giảm tốc tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ, đường sắt có nguy cơ xảy ra tai nạn cao do địa phương quản lý. Công an tỉnh tăng cường kiểm tra phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Các địa phương phối hợp với Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh xử lý dứt điểm các vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường sắt như đặt biển quảng cáo, tập kết vật liệu, cây cối, che khuất tầm nhìn, kiên quyết không để phát sinh thêm các lối mở tự phát. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua chương trình xây dựng xã phường phù hợp với trẻ em được triển khai đồng bộ. Trong công tác này, xã An Sinh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương là một trong những điểm sáng khi luôn dẫn đầu về việc đạt được những tiêu chí để xây dựng xã phù hợp với trẻ em. Nhằm tạo điều kiện tốt nhất để mọi trẻ em đều được bảo vệ, chăm sóc, được vui chơi, giải trí và phát triển trong môi trường thuận lợi, an toàn, những năm qua, công tác xây dựng xã phường phù hợp với trẻ em đã được chính quyền xã An Sinh đẩy mạnh thực hiện. Hàng năm, từ nguồn ngân sách nhà nước, địa phương, xã đã trợ cấp thường xuyên cho 12 cháu. Các em có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện hộ nghèo đều được hưởng chính sách miễn giảm học phí. Hàng năm, xã đều tổ chức các hoạt động thăm hỏi tặng quà nhân các ngày lễ Tết, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí nhân dịp hè, Tết thiếu nhi, Tết trung thu. Qua bình xét 15 tiêu chí, hiện xã An Sinh đã được công nhận là xã phù hợp với trẻ em. Để giữ vững và phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới, xã An Sinh sẽ lồng ghép đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng xã phường thị trấn phù hợp với trẻ em và một số tiêu chí nông thôn mới, tiếp tục tuyên truyền kêu gọi sự chung tay của gia đình xã hội đối với công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em để tạo dựng môi trường an toàn phù hợp cho trẻ phát triển. Từ vụ việc thực phẩm kém chất lượng sau củ quả thối tuồn vào bếp ăn trường học mà báo chí đã đưa tin trong thời gian qua tại tỉnh Vĩnh Phúc, thì vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm chú trọng đến bữa ăn của học sinh, đảm bảo đủ dinh dưỡng để các em phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ thì cần phải được triển khai quyết liệt hơn. Đây là nhiệm vụ được ngành giáo dục Thái Thụy tỉnh Thái Bình chỉ đạo tới các trường học trên địa bàn có bếp ăn bán trú trong năm học này. Huyện Thái Thụy hiện có 100% trường mầm non và 34 trường tiểu học có bếp ăn bán trú. Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng tránh ngộ độc, Phòng Giáo dục huyện chỉ đạo các trường lựa chọn những cơ sở cung cấp thực phẩm có uy tín, địa chỉ rõ ràng để ký hợp đồng cam kết trách nhiệm, tăng cường cho các nhân viên cấp dưỡng tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, khám sức khỏe định kỳ, có trình độ nhất định về sơ chế nấu ăn cho trẻ em, đồng thời thực đơn thực phẩm được lên lịch theo tuần, theo mùa, phải được tiếp nhận dưới sự giám sát chặt chẽ của đại diện nhà trường. Tại các trường mầm non, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo thực hiện chế độ thực đơn của trẻ và bảng quy đổi thực phẩm trong công tác nuôi ăn bán trú nhằm đảm bảo nguồn thực phẩm sạch, đủ chất dinh dưỡng cho bữa ăn của trẻ để phụ huynh yên tâm gửi con ở trường. Trong năm học mới, ngành giáo dục và đào tạo huyện Thái Thụy sẽ tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thanh tra kiểm tra tại các trường học bán trú và tổ chức tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời tìm kiếm các đơn vị doanh nghiệp có uy tín ký kết hợp đồng cung cấp thực phẩm sạch cho các trường học trên địa bàn huyện. Trường Trung học cơ sở Đinh Tiên Hoàng, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức chương trình ngoại khóa giáo dục kỹ năng sống cho học sinh với chủ đề phòng chống bạo lực học đường. Đây là đơn vị được hội đồng đội thành phố chọn chỉ đạo, chọn triển khai chương trình ngoại khóa để rút kinh nghiệm, thực hiện tốt hơn hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho đội viên thiếu niên nhi đồng của thành phố. Tại chương trình, các em học sinh đã cùng tham gia các trò chơi vui nhộn, xem những tiểu phẩm với chủ đề bạo lực học đường và tham gia phần thi tìm hiểu kiến thức bạo lực học đường, đồng thời nghe chuyên gia tâm lý truyền đạt các kỹ năng ngăn ngừa, xử lý các hành vi bạo lực trong nhà trường. Thông qua chương trình, giúp các em có nhận thức đúng đắn cũng như nguyên nhân, hậu quả và những biện pháp để ngăn chặn, phòng tránh bạo lực học đường, góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết, hướng các em tới lối sống đẹp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.